của cái người viết bài này đó, đó là thuyết luân hồi cho rằng những người có quyền hành lớn, địa vị cao, tiền của nhiều là những kẻ đã tu nhiều kiếp. Nếu đúng thì tại sao đây là những cái nhân vật này là những kẻ có địa vị quyền hành nhất nước, tiền của nhiều thì họ phải có đạo đức hơn người chứ? Thực tế sự gian ác và tham lam của họ ở thế giới ngày danh, tức là đây vậy phải chăng kiếp trước làm nhiều điều bất nhân bất nghĩa nên kiếp này phải là tu sĩ, vì tu sĩ Phật giáo không có sự bình an, rất cô đơn, buồn chán đến tuyệt vọng, mà nhiều tăng ni tu sĩ đã tự tử, ai chết cho ai, ai sống cho ai, của Nguyễn Huệ Nhật. Ở đây á, có hai cái sự hiểu lầm mà nó không có ở chúng tôi. Cái thứ nhất á, là cái sự hiểu lầm về thuyết luân hồi, đó là như thế này. Chúng ta làm những điều thiện trong quá khứ, đúng, nhưng mà nhớ, chúng ta không đơn thuần là chỉ có thiện hoặc bất thiện, mà chúng ta làm cả những cái điều thiện lẫn bất thiện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà chúng ta hưởng cái quả lành đó thì chúng ta làm gì đối với quả lành đó? Xin lấy ví dụ, một người họ bố thí, nhờ cái bố thí như vậy nhưng mà họ được giàu sang, nhưng mà khi họ giàu sang đó họ lại phung phí tài sản, rồi họ chèn ép những người yếu thế, thì đời sau kiếp khác, sau khi mà họ hưởng hết cái quả báo giàu sang đó, họ sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh đau khổ, ví dụ như bị bệnh hoạn hoặc là rơi vào những cái hoàn cảnh thấp hèn. Chúng ta nhớ, nghiệp và quả của nghiệp đó là chuyện của quá khứ, nó không gọi là nó không dính dáng gì đến cái sự nỗ lực hiện tại của một người. Họ hoàn toàn có thể làm ác mà họ vẫn giàu, họ hoàn toàn có thể làm ác mà họ vẫn là một người có nhiều gọi là có nhiều cái uy lực ở trong xã hội. Xưa ví dụ ở trong Chú Giải Pháp Cú đó, có một câu chuyện là một vị trưởng giả rất là giàu, rất là giàu, và sau khi chết tài sản của vị này đó, do không có con thừa kế cho nên là nhà vua tịch thu gom về xung về công quỹ. Thì khi mà xung công như vậy đó, chở 500 cỗ xe bò mà vẫn chưa hết số vàng của người này, và vị này đem đến hỏi với Đức Thế Tôn là tại sao như vậy. Đức Thế Tôn nói đó, do cái con người này 7 kiếp về trước đã từng bố thí cho một vị Phật độc giác, nhờ như vậy đó trong 7 kiếp liên tục sanh về cõi người cõi trời, nhưng mà chỉ có việc bố thí không thôi là chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì người đó không tu tập. Chính bởi vì như vậy đó, có những kiếp mà vị này á, giết cháu của mình để chiếm đoạt tài sản, chính do cái nghiệp đó đó mà vị này ở cái kiếp chót này không có con. Hơn nữa, do chỉ nhờ vào mỗi việc bố thí thôi mà không tạo thêm các điều công đức khác, không có tu tập. Chính bởi vì lý do đó, sau khi thân hoại mạng chung thì người này đi địa ngục. Hoặc là còn thêm một cái vấn đề, còn một người nữa, đó là người này đó, khi mà nhà vua đi tìm những người làm nghề đao phủ thì để hành xử phạm nhân á, thì không ai chọn cả, nhưng mà có một anh ảnh xung phong, và ảnh nói á, là nhờ ảnh biết được kiếp quá khứ cho nên ảnh biết cái chuyện là nhờ giết người cho nên được sanh thiên. Nguyên nhân ảnh có tà kiến là như vậy, là 7 kiếp quá khứ ảnh cũng cúng dường một vị Phật độc giác, thì nhờ cái phước cúng dường đó cho nên 7 kiếp liên tục ảnh sanh về cõi người cõi trời, và cái phước đó đủ để nâng đỡ ảnh là trong 7 kiếp đó, dù ảnh có làm nghiệp ác gì đi chăng nữa thì ảnh vẫn đảm bảo cho ảnh là 7 kiếp đó sanh về cõi người cõi trời. Nhưng mà sau khi hết kiếp thứ 7 này rồi, ảnh hưởng hết cái quả phước của việc cúng dường vị Phật độc giác đó rồi đó, thì những cái quả báo, những cái quả ác mà ảnh đã làm đó, ảnh sẽ phải chịu và ảnh đi địa ngục. Chính bởi vì như vậy, chúng ta hiểu
đúng về nhân quả thì chúng ta sẽ không rơi vào những cái tà kiến như thế này, như là cái vị mà đã ghi. Và sư vẫn luôn nhắc nhở quý vị nha, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Về vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tường góp ý thêm để chúng ta có thêm cái nhìn phong phú hơn. Dạ thưa Đại Đức và thưa quý vị, cái hiểu về cái gọi là cái quy luật nghiệp báo hay là hiểu về cái chữ nghiệp đó, mà trong mà từ Pali á, trong Tam Tạng kinh điển á, nói là từ Kamma đó quý vị, nó rất là sâu xa quý vị, nó sâu xa, nhưng mà mình phải hiểu chữ sâu xa ở phương diện như vậy là Đức Hạnh Tuệ cũng đã nhấn mạnh cho quý vị rồi, cái người mà đưa ra cái luận thuyết như vậy đó, là họ hiểu về cái quy luật nhân quả hay là cái chữ nghiệp, cái tâm má nó quá là nông cạn thôi, quá là nông cạn. Bởi vì sao? Bởi vì á, ở đây xin nhấn mạnh cái chữ nghiệp á, hay chữ gọi là Pali là chữ tâm má, nó mang tính chất là như vậy. Để mà hiểu tường tận, gọi là nhân quả, hiểu thấu triệt, nhưng hiểu thấu triệt và hiểu tường tận đó, thì chỉ có Phật toàn giác hiểu rõ thôi. Ừ. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi nè, và bạch sư, và bạch sư, sư nói là hiểu tường tận, hiểu thấu triệt á, thì chỉ có Phật toàn giác. Ủa nhưng mà sao con thấy Phật toàn giác á, ngài cũng có dạy về cái nghiệp, ngài cũng có dạy về chữ tâm má mà, giống như ngài cũng có phân loại nghiệp mà, là bốn loại phân ra là 16 rồi. Vậy thì con hiểu như thế nào? Thưa quý vị, là như vậy nè. Để sư đưa một ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Giống như có một cái máy vi tính, có một cái desktop với máy vi tính, một cái bộ PC đi, không? Thì chúng ta có nghĩa là Phật toàn giác là sẽ hiểu, có nghĩa là đây sẽ lấy ví dụ nghe, cái nghĩa là cái trí của bậc toàn giác nó sẽ hiểu à, cái vận hành đó của cái máy vi tính này nè là nó như thế nào và vận dụng như thế nào, sử dụng thế nào. Ví dụ nghe biết à, cái trong máy vi tính bao gồm gì, CPU, CPU này là phải hiệu gì, phải công suất bao nhiêu, không phải RAM gì, phải cái nguồn gì kết hợp với này, không, và khi mà vận dụng một cách rõ ràng, nghĩa là tường tận cái vấn đề cái máy vi tính đó. Còn ở chúng ta nếu mà con người không học á, con người không học nha, không học, không biết về, không biết, chưa từng biết về máy vi tính nha, thì khi người ta chỉ à đây máy vi tính, không, thì chỉ biết là cái máy vi tính này á, để sử dụng trong cái công việc văn phòng đó, vì vậy thôi, chỉ biết mức thôi. Còn nếu mà chúng ta học á, qua quy luật nghiệp á, thì chúng ta hiểu à, có nghĩa là cái sử dụng máy vi tính này là có trong việc văn phòng, có trong việc đồ họa và trong tất tần tật mọi thứ vấn đề khác, và chúng ta hiểu được à, cái cấu tạo nó của máy vi tính là vận hành như vậy, khi mà mở nguồn lên như vậy và vô win, vô điều hộ thì là hệ điều hành Windows như vậy. Còn chúng ta không thể nào hiểu tường tận được từng chi tiết đó. Bởi vậy á, một lần nữa sư cũng đến nói, muốn nói vậy á, là khi mà hiểu về cái quy luật nghiệp báo là nó như, cái chữ cấp má là nó như vậy. Chứ còn á, mà quý vị á, mà còn một người nào đó là mà hiểu cái chữ cơm má mà nông cạn như vậy thì nó chính xác là nó rơi vào tà kiến thôi. Tại vì Đức Phật á, là Đức là Phật dạy thậm thâm vi diệu, chứ không có đơn thuần là mình có thể mình dùng á, trí á, của thế gian mình hiểu được đâu. Tại vì quý vị trong biết trong bốn điều bất khả tư nghị á, có một điều là để hiểu tường tận được á, nghiệp quả của nghiệp á, đó là điều bất khả tư nghị đối phạm phu, mà thậm chí á, đối với các bậc giác ngộ thì các ngài cũng hiểu, nhưng mà hiểu ở cái khả năng giác ngộ của mỗi ngày thôi, còn để hiểu tường tận, hiểu thấu triệt thì chỉ có bậc toàn giác thôi. Xin kết thúc cái câu trả lời. Cái vấn đề tiếp theo đó đó là cái vị này á, là tin cho rằng cái chuyện là tin có thể tự cứu là sai, bởi vì
Đối với bài viết này nói là thực tế không có phàm nhân nào có thể tự quyết định khi vào đời và không phàm nhân nào biết được điều gì ở cõi sẽ đến. Trong khi sống ở trần gian, mọi phàm nhân đều lệ thuộc vào Thiên Chúa, như là không khí, nước uống, hoa trái, vân vân, đều do Thiên Chúa ban cho. Loài người không sáng tạo được một điều gì để có thể tự sinh tồn. Đó chỉ nói về sự sinh tồn của thân xác. Điều quan trọng hơn, khoan khoan sư sư quên mất nhé, sư quên mất, là còn còn một cái, còn một cái sai nữa đó, một cái hiểu lầm nữa mà không có ở các sư, đó là vị này cho rằng đó là có phải là các kiếp trước là các sư làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa, cho nên là bây giờ là tu sĩ Phật giáo không có sự bình an, cô đơn, buồn chán đến tuyệt vọng, mà nhiều cao tăng tu sĩ đã tự tử. Thưa với quý vị đó, nó giống như là khi mà mình đi vào một cái khu vườn, một cái vườn hoa. Nếu như chúng ta muốn tìm hoa đó, thì chúng ta sẽ có bông hoa. Nhưng nếu như chúng ta muốn tìm phân, thì chúng ta chỉ tìm thấy phân thôi. Khi mà chúng ta đem một cái gọi là một cái nhìn cực đoan vào bất kỳ một cái điều gì, thì chúng ta sẽ chỉ thấy được cực đoan đó mà chúng ta không thấy được một bất kỳ một điều khác. Trong khi đó, Phật giáo chúng ta phải nhìn mọi sự như đúng sự thật của nó. Đó là gì? Có những người đó họ hạnh phúc, nhưng cũng có những người bất hạnh. Rồi có những người đó họ an lạc, nhưng cũng có những người họ không an lạc. Những vị tu sĩ là những vị ý thức được nguyên nhân đau khổ của thế gian, đó là do sự đắm chìm trong dục lạc. Chính bởi vì như vậy, các sư nỗ lực xa lìa những dục lạc nhằm thoát khỏi sự trói buộc của dục lạc. Có hai sự an lạc. Một là sự an lạc của việc hưởng dục. Hai là sự an lạc của việc ly dục. Thì các vị tu sĩ đang hưởng sự an lạc và đang nỗ lực để có được sự an lạc của ly dục. Còn phàm phu thế gian, khi mà họ đắm chìm trong dục lạc, làm mồi cho dục lạc, bị dục lạc ô nhiễm, bị dục lạc ngự trị, thì họ chỉ có thể tìm thấy sự an lạc khi có được dục lạc. Còn khi không có được dục lạc, họ sẽ đau khổ. Họ không tìm thấy được sự an lạc khi xa lìa những dục lạc. Đó là sự khác biệt. Mà những người đó không có tu, và những người không có nền tảng giáo lý, thì họ rất khó để tin được điều này. Đó là tin là có những con người họ hoàn toàn có thể đạt được sự an lạc nhờ vào việc không dính dáng đến dục lạc, sự buông bỏ dục lạc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, đó là cái sự kiện mà có những con người tự tử. Thì xin thưa, tự tử thì ở bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một tôn giáo nào, bất kỳ một đoàn thể nào cũng đều có. Chúng ta không thể nào chỉ nhìn vào một vài những cá nhân đó mà chúng ta quy cho cả một tập thể được. Quý vị biết là hiện tại bây giờ đó, Nhật Bản là đất nước tự tử lớn nhất thế giới. Thì chúng ta không thể nào chúng ta đem những cái đó ra mà chúng ta làm thước đo. Như sư nói đó, mình đi vào khu vườn mà mình muốn tìm bông hoa thì mình sẽ thấy bông hoa. Còn mình muốn tìm đống rác thì mình sẽ thấy đống rác. Nhưng trong Phật giáo, vấn đề ở chỗ không phải anh muốn thấy bông hoa hay là đống rác, mà anh phải thấy được đúng sự thực của khu vườn. Đó mới là cái cần thiết. Còn chúng ta cứ nhìn bằng một cái lăng kính phiến diện thì chúng ta sẽ chỉ đem lại những đau khổ do chính cái nhìn phiến diện của mình mà thôi. Không biết là về cái việc này sư Tuệ Tường có cái nhìn nào khác hay không? Dạ thưa đại đức, thưa quý vị, cái vấn đề này đại đức anh tại
trình bày rất là rõ ràng, cho nên nếu nói thêm nữa thì nó cũng chỉ nó dễ loãng thôi, cho nên là nếu quý vị có quan lưu tâm đến cái vấn đề này thì chịu khó nghe lại không? Đại Đức Hạnh cũng đã trả lời rất là đầy đủ. Xin xin rất À, như vậy đó.